THG là cổ phiếu có diễn biến ấn tượng khi đã tăng giá gần 32% từ đầu 2024. Đồng thời, đây cũng là cái tên thuộc nhóm siêu cổ tức với mức chi trả tiền đến 40% một năm. Với những con số nổi bật tôi vừa nhắc tới, quý vị có thắc mắc cổ phiếu vốn hóa nhỏ này có điều gì đặc biệt? Và liệu đây có phải là cơ hội đầu tư cho những người đã cắt tìm vàng cuối năm 2024? Hãy cùng tôi tìm hiểu trong video này. THG là mã cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang, còn gọi là TICCO. Đây là một doanh nghiệp có lịch sử 40 năm hình thành và phát triển với tiền thân là một doanh nghiệp nhà nước chuyên thi công các công trình thủy lợi. Sau khi cổ phần hóa năm 2003, TICCO đã chuyển mình thành một doanh nghiệp đa ngành, hoạt động trong các lĩnh vực vật liệu, thi công xây dựng, bất động sản hàng đầu ở tỉnh Tiền Giang và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Vốn hóa của doanh nghiệp tính đến cuối tháng 7 năm 2024 đang ở mức 1.153 tỷ đồng các chỉ số quan trọng về doanh nghiệp đã được tôi tổng hợp ở bảng dưới đây. Đáng chú ý là PE của Tico chỉ bằng một nửa so với trung bình ngành xây dựng và vật liệu, trong khi ROE và ROA lại cao hơn so với bình quân khoảng 2,5 lần, cho thấy tổng quan thì định giá của cổ phiếu THG đang khá rẻ. Về cơ cấu sở hữu thì ban lãnh đạo công ty đang nắm gần 27% cổ phần của Tico. Quý vị hãy lưu ý rằng danh sách cổ đông lớn của doanh nghiệp này không có sự góp mặt của nhà đầu tư nước ngoài. Một điều đặc biệt về Tico là doanh nghiệp này có lịch sử trả cổ tức khủng, khi mà trong 6 năm trở lại đây, THG duy trì mức chi trả cổ tức từ 40 đến 60% một năm. Riêng trong năm 2024 thì doanh nghiệp cũng đã thực hiện trả cổ tức hai lần với tỷ lệ 20% tiền mặt và 13% cổ phiếu, cho thấy đây là một doanh nghiệp có lợi nhuận đều đặn. Hãy cùng tôi tìm hiểu cụ thể hơn về hoạt động của doanh nghiệp này để đánh giá triển vọng kinh doanh cũng như tiềm năng tăng giá của cổ phiếu trong tương lai. Nói về hoạt động kinh doanh của Tico, chúng ta có thể thấy doanh thu của công ty này chủ yếu đến từ ba mảng chính là thi công xây dựng, sản xuất kinh doanh bê tông và bất động sản. Trong đó, sản xuất và kinh doanh bê tông là mảng hoạt động đem lại doanh thu lớn nhất, chiếm khoảng 65 đến 70% tổng doanh thu hàng năm cho doanh nghiệp. Hai mảng còn lại thì chiếm khoảng hơn 30% doanh thu. Bên cạnh đó, Tico còn có một số hoạt động khác như dịch vụ gia công cơ khí, thi công cơ giới, kinh doanh vật liệu xây dựng khác nhưng quy mô không đáng kể. Điểm đáng chú ý là tỷ lệ đóng góp của hoạt động kinh doanh bất động sản đang có xu hướng tăng dần trong những năm trở lại đây. Đặc biệt, năm 2022, mảng này đã chiếm hơn 21% doanh thu của doanh nghiệp. Dù quy mô doanh thu khá nhỏ như vậy, nhưng bất động sản lại là lĩnh vực đem lại nhiều lợi nhuận nhất cho cô Tỷ trọng lợi nhuận sau thuế từ mảng này duy trì trên 50% trong giai đoạn 5 năm gần nhất, trong khi mảng bê tông thì chỉ xếp thứ hai về lợi nhuận với tỷ trọng dưới 44% lãi dòng của công ty hàng năm. Lý do tới từ việc biên lợi nhuận gộp của các lĩnh vực hoạt động có sự khác biệt đáng kể. Nếu như biên gộp của mảng bê tông duy trì quanh mức 20% mảng thi công xây dựng khoảng 10%, thì mảng bất động sản lại có biên gộp trung bình lên đến hơn 40%, thậm chí năm 2021 còn ghi nhận bức lãi gộp đột biến tới 85%. Từ đó thì giúp cho bất động sản trở thành mảng đóng góp chính về lợi nhuận cho tích cô. Tóm lại, từ kết quả kinh doanh có thể thấy mặc dù hoạt động của tích cô trải dài ở nhiều mảng khác nhau, nhưng bất động sản và sản xuất kinh doanh bê tông là hai lĩnh vực quan trọng nhất đối với doanh nghiệp này. Vậy hãy cùng tôi đi vào phân tích cụ thể hơn hai mảng bất động sản và bê tông của doanh nghiệp. Đầu tiên, ở mảng bất động sản thì Tico hoạt động trong cả hai lĩnh vực bất động sản dân cư và bất động sản công nghiệp với thị trường kinh doanh chủ yếu nằm trong tỉnh Tiền Giang. Do đặc thù của ngành nên kết quả kinh doanh của mảng này biến động khá lớn qua các năm, tùy vào tiến độ bàn giao của từng dự án. Tuy vậy, có thể thấy mảng bất động sản dân cư đem lại nguồn doanh thu tương đối đều đặn hơn cho Tico ở mức trên 100 tỷ đồng mỗi năm, trong khi bất động sản cụm công nghiệp thì lại chỉ ghi nhận đột phá trong năm 2020 nhưng nhìn chung, biên lợi nhuận toàn mảng bất động sản của Techco luôn duy trì ở trên mức 40% trong vòng 6 năm gần nhất như tôi đã nhắc tới ở trên. Đây là con số ấn tượng hơn so với nhiều doanh nghiệp cùng ngành trên sàn chứng khoán. Với mảng bất động sản dân cư, hiện Techco đang triển khai 4 dự án lớn, bao gồm một dự án tại thành phố Mỹ Tho, 3 dự án tại các thị xã Gò Công và Cai Lệ. Đây đều là những khu vực trung tâm phát triển của tỉnh Tiền Giang, có mật độ dân cư lớn và nhu cầu bất động sản để ở cao, Đồng thời, hai thị xã trên đang được quy hoạch phát triển thành hai thành phố mới của tỉnh Tiền Giang trong giai đoạn 2025 đến 2030. Dự kiến sẽ thu hút dòng vốn đầu tư và trở thành những trung tâm mới phía đông và phía tây địa phương này. Trong đó, ở giai đoạn 2024-2025 thì hai dự án khu dân cư đường Nguyễn Trọng Dân và khu dân cư đường D7 là các dự án trọng điểm có thể ghi nhận doanh thu cho doanh nghiệp. Cập nhật mới nhất về các dự án như sau: Dự án đường Nguyễn Trọng Dân nối dài vào khu dân cư hai bên đường là dự án có mức độ hoàn thành lớn nhất tính đến hiện tại của Tico. Dự án này có quy mô 7,7 ha, được thiết kế thành 213 nhà liền kề và 48 lô đất nền với tổng mức đầu tư 632,2 tỷ đồng, nằm ngay trung tâm của thị xã Gò Công. Khu dân cư đường Nguyễn Trọng Dân đã được bắt đầu đưa vào kinh doanh từ cuối năm 2021. Tới thời điểm cuối tháng 7 năm 2024 thì dự án này đang còn lại khoảng 19 căn nhà thô và 9 lô đất nền với mặt bằng giá bán trung bình từ 25 triệu một mét vuông cho đất nền đến hơn 40 triệu một mét vuông cho nhà hoàn thiện. Dự kiến, khu dân cư này còn có thể giúp Tico ghi nhận thêm khoảng 120 tỷ doanh thu trong thời gian tới. Tiếp theo, dự án đường D7 và khu dân cư hai bên đường sẽ là triển vọng chính đối với Tico trong giai đoạn sắp tới. Tương tự với dự án khu dân cư Nguyễn Trọng Dân, đây cũng là một dự án mà Tico nhận thầu xây dựng cả tuyến đường mới cùng với khu dân cư hai bên. Quy mô thiết kế sẽ bao gồm 207 căn nhà ở thương mại và 16 căn nhà ở biệt thự, Đường D7 nối từ vòng xoay Nguyễn Công Bình tới đường Đoàn Thị Nghiệp là một vị trí đắc địa nằm ngay tại trung tâm của xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, với mật độ dân cư đông đúc, ngay gần kề với trục đường quốc lộ 60 và các địa điểm như siêu thị, trường học, bệnh viện. Vì vậy, đây cũng là một trong những khu vực có hoạt động giao dịch bất động sản sôi động nhất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Theo một số thông tin thì giá nhà đất tại các tuyến đường xung quanh khu vực Nguyễn Công Bình từng ghi nhận tăng ít nhất 20% cho đến hơn 3 lần chỉ trong vòng 2 năm. Sau đó thì tương tự với khu vực Nguyễn Trọng Dân, đến quý 2 năm 2024, giá đất phổ biến tại xã Trung An đã giảm khoảng 17% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, theo khảo sát tại một số trang giao bán bất động sản, giá bán ở những phân khúc cao như nhà đất quanh khu dân cư D7 hay mặt đường Nguyễn Công Bình vẫn khá giữ giá và thậm chí còn có xu hướng tăng lên nhanh chóng. Ước tính tới thời điểm mở bán, dự án khu dân cư đường D7 của Tico sẽ có giá giao động quanh mức 35 đến 40 triệu đồng một mét vuông. Về tiến độ thì theo báo cáo của doanh nghiệp đến hết quý 1 năm 2024, Tico đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và đang đặt mục tiêu hoàn thiện hạ tầng chung, tiến hành thi công nhà thô và đưa vào kinh doanh trong năm 2024. Tuy nhiên từ một số hình ảnh thực tế, đến tháng 7 năm 2024, khu vực này vẫn đang hoàn thiện phần mặt đường cũng như hạ tầng kỹ thuật. Còn các căn nhà theo thiết kế thì chưa bắt đầu triển khai. Vì vậy, khả năng cao là phải sang đến năm 2025, dự án D7 mới bắt đầu có thể bàn giao cho khách hàng và giúp Tico ghi nhận doanh thu. Ngoài hai dự án nêu trên, cô đang có hai dự án khối đầu khác là đường số 4 và khu dân cư thuộc thị xã Cai Lậy và dự án đường và khu dân cư hai bên đường vành đai phía Đông đoạn 1 tại thị xã Gò Công. Với dự án khu dân cư đường số 4, công ty đã có chủ trương đầu tư từ năm 2019 trước cả dự án D7. Tuy nhiên, chưa có nhiều tiến triển mới trong những năm qua do vướng mắc về thủ tục đền bù và giải phóng mặt bằng. Còn dự án đường vào khu dân cư hai bên đường vành đai phía đông đoạn 1 thì vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư từ cuối tháng 12 năm 2023. Dự án này được kỳ vọng sẽ đón đầu dòng vốn thu hút vào khu vực thành phố Gò Công khi địa phương này được định hướng trở thành trung tâm phát triển mới khu vực phía đông của tỉnh Tiền Giang. Tóm lại, về mảng bất động sản dân cư thì trong vòng một năm tới, Tích Cô sẽ kỳ vọng chính vào việc bán nốt dự án Nguyễn Trọng Dân và bắt đầu mở bán dự án đường D7. Đồng thời với hai dự án còn lại, doanh nghiệp sẽ duy trì triển vọng tích cực trong 4 tới 5 năm tiếp theo. Đối với mảng bất động sản công nghiệp, Tico hiện đang sở hữu hai dự án là cụm công nghiệp Gia Thuận 1 và cụm công nghiệp Gia Thuận 2 đều nằm ở xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Vị trí hai cụm công nghiệp này tạo ra nhiều ưu thế về giao thông đường thủy và đường bộ, trong đó nhờ hệ thống sông Xoài Rạp và sông Vàm Cỏ từ cụm công nghiệp Gia Thuận 1 dễ dàng di chuyển đến các cảng lân cận như cảng quốc tế Long An trong 10 km, cảng Hiệp Phước 20 km, cảng Cát Lái 30 km, đồng thời chỉ cách Vũng Tàu 50 km. Từ đó có lợi thế để trở thành đầu mối khu vực đồng bằng sông Cửu Long về giao lưu vận tải biển. Ngoài ra, cụm công nghiệp Gia Thuận có thể kết nối bằng đường bộ tới các cảng thủy nội địa nêu trên và cảng hàng không Tân Sơn Nhất chỉ trong bán kính 60 km. Trong đó, cụm công nghiệp Gia Thuận 1 đã phát triển hoàn thiện và đưa vào kinh doanh từ cuối năm 2020 ngay lập tức đã thu hút được một doanh nghiệp vào xây dựng nhà máy với diện tích đất thuê là 10,4 hecta. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, mỗi năm tích cô chỉ cho thuê thêm được hơn 1 hecta đất trong cụm công nghiệp Gia Thuận 1. Tính đến hết quý 1 năm 2024, doanh nghiệp mới cho thuê 15 hecta trên tổng diện tích 39 hecta có thể cho thuê, nghĩa là tỷ lệ lấp đầy mới đạt được 38%. Kết quả này thấp hơn đáng kể so với tỷ lệ lấp đầy khoảng 92% của 4 cụm công nghiệp còn lại đã đưa vào hoạt động trên địa bàn tỉnh từ đó cho thấy tình hình thu hút đầu tư chưa có hiệu quả cao. Theo giải thích của Ban lãnh đạo doanh nghiệp trong Đại hội Cổ đông 2024, thì kết quả này là do các nhà đầu tư quan tâm đến cụm công nghiệp Gia Thuận 1 thì chưa đáp ứng yêu cầu của Ủy ban Nhân dân tỉnh, do đó doanh nghiệp chưa thể kết nối để hợp tác. Còn lại, với cụm công nghiệp Gia Thuận 2 đã hoàn thành các công tác chuyển mục đích sử dụng đất và đền bù giải phóng mặt bằng trong năm 2023. Tích cô đang đặt mục tiêu hoàn thiện cơ bản hạ tầng và đưa vào kinh doanh trong năm 2024. Tuy nhiên, trên thực tế thì tình hình triển khai dự án này còn khá chậm. Hiện tại, doanh nghiệp mới giải ngân cho cụm công nghiệp này khoảng 50 tỷ trên tổng mức đầu tư 391 tỷ, tương ứng với khoảng gần 13%. Với tiến độ này thì trong kịch bản khả quan, phải đến năm 2025-2026, cụm công nghiệp này mới có thể đưa vào thu hút đầu tư thứ cấp và ghi nhận doanh thu. Có thể thấy, mảng bất động sản công nghiệp của Tico mặc dù rất tiềm năng với quỹ đất lớn, nhưng không dễ để ghi nhận kết quả bùng nổ trong ngắn hạn vì tốc độ cho thuê còn chậm. Với tình trạng cụm công nghiệp Gia Thuận 1 còn đang chống hơn 60%, thì kể cả cụm công nghiệp Gia Thuận 2 có thể hoàn thành và đưa vào kinh doanh trong năm 2024, thì khả năng cho thu hút đầu tư cũng chưa mấy khả quan. Tuy nhiên, theo tôi trong thời gian tới, có hai yếu tố có thể hỗ trợ thúc đẩy mảng kinh doanh này. Thứ nhất, quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021 2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã chính thức được phê duyệt ngày 31 tháng 12 năm 2023. Đây sẽ là cơ sở đẩy nhanh tiến độ pháp lý của các dự án đầu tư vào tỉnh cũng như thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài và các khu công nghiệp. Thứ hai, giá thuê đất công nghiệp ở khu vực phía Nam được dự báo tăng trưởng 5% một năm trong vòng 3 năm tới, theo báo cáo của CBRE. Cũng nằm trong xu hướng trên, giá cho thuê ghi nhận ở cụm công nghiệp Gia Thuận 1 đã tăng từ 76 USD 1m2 trên 1 năm vào cuối năm 2020 lên 98 đến 100 USD một mét vuông trên một năm vào năm 2024, tương ứng với mức tăng khoảng 9,5%. Nếu cụm công nghiệp Giao Thuận 1 có thể lấp đầy toàn bộ thì ước tính có thể ghi nhận thêm khoảng 540 tỷ đồng doanh thu. Trong trung hạn từ 3 tới 5 năm tới, nếu như tỷ lệ lấp đầy tăng lên và giá thuê vẫn giữ được xu hướng tích cực như hiện tại thì Tico được kỳ vọng sẽ có sự tăng trưởng đột phá hơn từ mảng bất động sản công nghiệp. Tiếp theo, tôi sẽ cùng quý vị phân tích chi tiết về mảng bê tông lĩnh vực xếp thứ hai về lợi nhuận của doanh nghiệp. Tico chuyên sản xuất và kinh doanh các loại bê tông tươi và bê tông đúc sẵn như ống cống, cọc ván bê tông dự ứng lực, phục vụ các công trình trên lĩnh vực xây dựng ở tỉnh Tiền Giang và các tỉnh lân cận như Bến Tre, An Giang. Có thể thấy, mảng này ghi nhận kết quả bền vững hơn với doanh thu hàng năm trên 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận và biên gộp cũng duy trì ổn định. Từ năm 2021 đến nay, doanh thu mảng bê tông còn ghi nhận tăng trưởng nhờ vào việc chính phủ đang đẩy mạnh đầu tư công, đồng nghĩa với việc tăng nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng, bê tông cốt thép, bê tông tươi, dầm cầu, ống cống cho các công trình giao thông, hạ tầng trong khu vực. Xu hướng đầu tư công dự kiến sẽ còn kéo dài, làm trụ cột thúc đẩy kinh tế, từ đó thì những doanh nghiệp sản xuất vật liệu như Tích Cô dự kiến sẽ vẫn được hưởng lợi nhờ nhu cầu tăng trưởng trong thời gian tới. Tuy nhiên, lĩnh vực bê tông lại phải đối diện với một thách thức lớn là giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao. Trong năm 2023, giá vật liệu xây dựng tăng mạnh, đặc biệt là giá cát xây dựng với mức tăng trung bình 1,5% mỗi tháng do nguồn cung đột ngột sụt giảm và nhu cầu xây dựng tăng cao. Giá xi măng cơ bản giữ ổn định, tuy nhiên giá xi măng ở miền Nam lại cao hơn các khu vực khác do ít nhà máy sản xuất và chi phí vận chuyển lớn. Nhìn chung, diễn biến giá nguyên vật liệu trong thời gian qua đã gây thâm hụt trong lợi nhuận của doanh nghiệp và đồng thời dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Trong khi đó, doanh nghiệp lại phải giữ giá bán trước sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ mới. Tóm lại, với các yếu tố tác động trái ngược từ thị trường Mảng kinh doanh bê tông của Tico sẽ không thể có được sự đột biến quá lớn, doanh nghiệp cần tiếp tục đầu tư tăng năng lực sản xuất cũng như mở rộng thị trường mới để duy trì được đà tăng trưởng hiện tại. Cuối cùng, dù không phải mảng kinh doanh đem lại lợi nhuận nhiều cho doanh nghiệp, nhưng tôi vẫn muốn điểm qua cho quý vị về lĩnh vực thi công xây dựng của THG, bởi đây là mảng được ban lãnh đạo xác định là lĩnh vực hỗ trợ cho bất động sản và bê tông nên việc đầu tư mở rộng được duy trì có giới hạn. Doanh nghiệp chủ yếu tham gia vào các gói thầu xây dựng công trình đầu tư công, nhờ có uy tín lớn trong tỉnh cũng như mối quan hệ hợp tác lâu năm với các ban ngành địa phương. Trong quý 1 năm 2024, tổng giá trị trúng thầu các dự án đầu tư công của Tico là 75,7 tỷ đồng. Ngoài ra, Tico còn có một số gói thầu đang triển khai dở từ năm ngoái. Sự kiến lượng công việc của mảng này sẽ vẫn duy trì ở quy mô hiện tại, có phần hỗ trợ về vốn cho lĩnh vực bất động sản. Với những phân tích và số liệu từ đầu video đến giờ, quý vị có thể thấy Tico là một doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh ổn định nhờ vị thế vững chắc trong khu vực các mảng hoạt động có sự bổ trợ lẫn nhau về triển vọng tương lai, tôi cho rằng doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ dần được cải thiện trong giai đoạn cuối 2024-2025 nhờ kỳ vọng về việc thị trường bất động sản ấm trở lại. Đồng thời thì chủ trương thu hút dòng vốn ngoại vào bất động sản và đẩy mạnh đầu tư công của chính phủ sẽ là những yếu tố thúc đẩy cho các hoạt động bất động sản công nghiệp và bê tông, vật liệu xây dựng của Tico. Nhờ đó, khả năng cao doanh nghiệp vẫn sẽ duy trì chi trả mức cổ tức hấp dẫn trên 40% trong những năm tiếp theo. Từ những lý do trên, Cổ phiếu THG của Tico sẽ là cơ hội đầu tư tiềm năng cho các nhà đầu tư giá trị trong thời gian tới. Trên đây là tổng hợp những phân tích của tôi về mã cổ phiếu THG. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Đừng quên theo dõi kênh YouTube của chứng khoán Taiji để cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất về kinh tế và thị trường chứng khoán nhé.